Sáng ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 4 người thương vong. Trước đó khoảng 19 giờ tối ngày 31 tháng 8, một căn nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc xã Phong Nẵm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra cháy lớn, lửa bùng phát mạnh và có phát ra tiếng nổ. Lúc này, trong nhà có 4 người, gồm hai vợ chồng anh TVH sinh năm 1988 và chị BBT sinh năm 1991 cùng hai con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng là anh hát đã kịp chạy thoát ra ngoài, còn vợ và hai con nhỏ bị kẹt lại. Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Hữu D, sinh năm 1988 là hàng xóm, đã lao vào căn nhà cháy để cứu ba mẹ con chị T, nhưng không ai bị điện giật khiến anh đã tử vong. Người dân chung quanh đã nhanh chóng gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy tới ứng cứu. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy tới hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa được ba mẹ con chị T ra khỏi căn nhà cháy và đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, chị T đã không qua khỏi. Đến sáng ngày 1 tháng 9, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, tình trạng sức khỏe của hai cháu nhỏ trong vụ cháy hiện đang rất nguy kịch, tiên lượng rất xấu. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo thành phố phan thiết đã tới thăm hỏi động viên các gia đình có người tử vong trong vụ cháy cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn